Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về bài thuốc chữa tư lưỡi cho trẻ hiệu quả bằng rau ngót. Và bệnh tư lưỡi thì là một trong những bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh. Và đây là một cái phần nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn. Trẻ bị tư lưỡi thì khiến trẻ không thích thú với việc ăn uống. Và trong tình trạng này thì các mẹ cần phải chữa tư lưỡi cho trẻ để trẻ phục hồi lại các chức năng của lưỡi, để giúp bé có thể thưởng thức các món ăn ngon hoặc là các sữa mẹ một cách ngon lành hơn. Và có rất nhiều cách để chữa tư lưỡi cho trẻ bằng cái bài thuốc dân gian. Và nhưng trong đó thì cái bài thuốc chữa tư lưỡi cho trẻ bằng rau ngót thì được nhiều bà mẹ đánh giá có hiệu quả cao hơn cả. Và dưới đây thì Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về cách thực hiện cái bài thuốc chữa tư lưỡi cho trẻ bằng rau ngót này như thế nào. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu, đó là rau ngót còn tươi và xanh, đảm bảo là không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Và các bạn cũng chuẩn bị một chiếc khăn vải xô thật là sạch hoặc một chiếc gạc sạch, một chút nước đun sôi để nguội. Và ở đây tôi đã chuẩn bị một cái bát nước có pha muối, có pha một chút muối. Và sau khi đã lựa chọn được nguyên liệu thì các bạn cũng đem cái rau ngót này đi loại bỏ những cái lá già, lá hỏng. Sau đó thì cũng đem rửa với vòi nước thật nhiều lần để loại bỏ những cái tạp chất. Đây là cái phần rau ngót của tôi đã được đem đi rửa rất sạch. Sau khi đã rửa rau ngót sạch thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng một nắm lá rau ngót. Tôi sẽ sử dụng khoảng một nắm lá rau ngót như thế này. Và tôi sẽ cho vào ngâm trong cái bát nước muối pha loãng đã được chuẩn bị từ trước. Và chúng ta sẽ tiến hành ngâm cái phần rau ngót này từ 5 đến 7 phút. Để mục đích là để loại bỏ tạp chất hoàn toàn cũng như là vi khuẩn còn đọng lại trên cái phần lá rau ngót. Bởi vì chúng ta rửa không thì cũng không thể loại bỏ được hoàn toàn cái phần vi khuẩn. Cái rau ngót của tôi đã được ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 đến 7 phút thì tôi sẽ tiến hành vớt cái phần rau ngót này ra. Và để cho cái phần rau ngót này chúng ta hết nước thì chúng ta có thể chờ để ráo nước, hoặc các bạn có thể sử dụng tay để vẩy hết cái phần nước này còn đọng lại ở trong cái phần rau ngót này. Và tôi sẽ cho cái phần rau ngót đã được ngâm qua nước muối và để ráo nước như thế này. Tôi sẽ cho vào chiếc cối để giã. Mục đích là chúng ta để lấy cái phần nước ép của rau ngót. Còn trường hợp các bạn không sử dụng cối để giã thì chúng ta có thể thay bằng cách là sử dụng máy xay. Nhưng ở đây thì tôi khuyến khích là các bạn nên sử dụng cối để giã. Và các bạn cũng lưu ý là cái phần cối này chúng ta cũng phải đảm bảo được sạch vi khuẩn. Tức là cởi cối này các bạn sẽ phải đem tráng qua cái phần nước nóng, nước đun sôi đấy, để đảm bảo cho không còn vi khuẩn bám trên cái chiếc cối này. Sau khi đã cho rau ngót vào đây thì bây giờ tôi sẽ tiến hành giã nát cái phần rau ngót này ra. Đây là cái phần rau ngót của tôi đã được giã nát như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ đổ trực tiếp cái phần nước đun sôi để nguội đã được chuẩn bị sẵn, tôi sẽ cho vào đây. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành khuấy nhẹ. Mục đích là để chúng ta lấy cái phần nước ép của rau ngót để trộn với cái phần nước đun sôi để nguội. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành lọc lấy cái phần nước và bỏ đi cái phần bã. Sau khi đã lọc bỏ phần bã đi thì tôi đã thu được cái phần nước rau ngót có màu xanh đậm như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ sử dụng chính cái phần nước màu xanh đậm này để điều trị cái chứng tư lưỡi ở trẻ.
và cách thực hiện cái bài thuốc này như thế nào. Và như đã nói trên thì tôi đã chuẩn bị một chiếc khăn vải rất là sạch như thế này. Và các bạn có thể sử dụng một chiếc gạc hoặc là một chiếc khăn xô của bé cũng được. Sau khi đã chuẩn bị một chiếc khăn vải sạch như thế này thì bây giờ tôi sẽ dùng chính chiếc khăn vải này và tôi sẽ chấm. Tôi sẽ cuộn vào tay như thế này. Và bây giờ tôi sẽ chấm chính cái phần nước rau ngót này và tôi sẽ tiến hành dùng chính chiếc cái khăn vải đã được chấm rau ngót và sẽ đưa lên miệng cho bé, lau cho bé. Và các bạn sẽ tiến hành lau nhẹ nhàng cái phần lưỡi, phần lợi và phần miệng cho bé. Và các bạn sẽ tiến hành lau cho bé ngày 3 đến 4 lần. Và mỗi lần thì vào buổi sáng này, vào những lúc buổi sáng khi thức dậy này, sau khi ăn và trước khi đi ngủ. Và thực hiện những cái biện pháp lau lưỡi như vậy thì làm liên tục như vậy trong 3 đến 4 ngày thì cái tình trạng tư lưỡi của bé sẽ được thuyên giảm rất là nhiều. Bởi cái tinh chất từ rau ngót này sẽ tiết ra và giúp làm mát cái vùng lưỡi của bé, đồng thời là sẽ giúp điều trị và phục hồi cái chức năng lưỡi của bé rất là hiệu quả. Và cái phương pháp chữa tư lưỡi cho bé bằng cái rau ngót này thì rất thông dụng. Và hiện nay thì nhiều bà mẹ vẫn sử dụng cái nước rau ngót để chữa tư lưỡi cho trẻ ở thời gian đầu, trẻ sơ sinh ngay tại nhà mà đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng nên lưu ý về cái chế độ dinh dưỡng phù hợp và vệ sinh cho trẻ đúng cách để đảm bảo vệ sinh cho bé, để giúp cái tình trạng tư lưỡi của trẻ sẽ được thuyên giảm, đồng thời là sẽ không xuất hiện tư lưỡi ở trẻ. Và trường hợp mà khi các mẹ đã áp dụng cái bài thuốc chữa tư lưỡi cho trẻ mà không thuyên giảm thì bố mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ để tìm ra cái nguyên nhân và điều trị cái chứng tư lưỡi một cách hiệu quả hơn. Và đến đây thì Cẩm Nang Số xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.